Hoài và Trân Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Một cái vị đến với bản tin tối thứ năm ngày 21 tháng 7 với một số tin tức đáng chú ý. Bắc Kinh cáo buộc cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa của Mỹ can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc đóng thêm 8 tàu du lịch đưa khách ra thăm các đảo trong biển Đông. Kính thưa quý khán thính giả, chính phủ Trung Quốc hôm nay lên tiếng cáo buộc cương lĩnh của Đảng Cộng Hòa của Mỹ là can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc và có những lời vu cáo không mặc cớ ông Lục Khảng, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các đảng phái chính trị ở Mỹ cần nhìn sự phát triển của Trung Quốc một cách khách quan và có lý trí. Đảng Cộng hòa Mỹ đang họp tại thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio, đưa ra ứng cử viên cho kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, cũng như cương lĩnh đảng. Trong phần nói về Trung Quốc của cương lĩnh Đảng Cộng hòa nói rằng, Trung Quốc tham lam trong việc tuyên bố chủ quyền phần lớn biển Đông, diệt chủng văn hóa ở Tân Cương và Tây Tạng và thao túng tỷ suất hối đối để có lợi cho kinh tế Trung Quốc. Ông Donald Trump, người vừa được Đảng Cộng hòa chính thức đưa ra tranh cử tổng thống, từng dọa rằng sẽ khởi động cuộc chiến tranh thương mại với Trung Quốc bằng cách tăng thuế 45% lên các mặt hàng nhập cảnh từ Trung Quốc. Cũng xin nói thêm là Trung Quốc cũng lên tiếng chỉ trích bà Clinton, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân Chủ, khi bà nói rằng thành tích về nữ quyền của Trung Quốc rất xấu hổ. Ngoài ra, Trung Quốc cũng rất lo lắng về kế hoạch chuyển trục sang châu Á của Mỹ, mà bà Clinton là một trong những người thúc đẩy. Hãng tin Reuters sáng hôm nay dẫn lại tin của China Daily cho biết, Trung Quốc đang bắt tay vào gầy dựng thêm ít nhất là 8 chiếc tàu du lịch để phục vụ cho khách du lịch người Trung Quốc tới các vùng quần đảo đang tranh chấp. Tập đoàn Phát triển Quốc tế Senja, liên doanh với công ty vận chuyển Cosco và dịch vụ du lịch quốc gia của Hồng Kông, sẽ cùng hợp tác sắm thêm từ 5 đến 8 tàu du lịch mới nhằm phát triển du lịch trên biển Nam Trung Hoa. Kế hoạch này bao gồm việc xây dựng 4 bến tàu cho các tàu du lịch cực lớn tại Senja, một trung tâm nghỉ dưỡng tại miền Nam tỉnh Hải Nam giám đốc của công ty Senja International Cruise, nói rằng công ty đã bắt tay vào thực hiện đề án mang tên Giấc mơ biển Nam Trung Hoa với những tàu du lịch hiện đại và theo kế hoạch thì hai chiếc sẽ hoàn thành vào năm tới. Các chuyến du lịch đầu tiên sẽ được nhắm tới là nhóm đảo Lưỡi Liềm, một phần trong quần đảo Hoàng Sa và sau đó là toàn bộ biển Nam Trung Hoa nếu thời cơ thích hợp các khách sạn, cửa hàng, địa điểm ăn chơi sẽ được xây dựng trên nhóm đảo Lưỡi Liềm để phục vụ khách du lịch Trung Quốc. Trung Quốc từng có kế hoạch xây dựng nhiều khu du lịch kiểu như Maldives trên toàn Biển Đông, mà nước này xem lại chủ quyền trên gần 90% toàn khu vực. Cũng liên quan đến Trung Quốc, lần đầu tiên, thánh lễ Kala Chakra của Phật giáo Tây Tạng được bắt đầu vào ngày hôm nay tại tu viện Tashi Hungpo, thành phố Shigase, Tây Tạng đây là lần đầu tiên sau 50 năm thánh lễ này được Trung Quốc cho phép thực hiện tại Tây Tạng. Và chủ trì buổi lễ là ông Yasen Nobu, người được chính quyền Trung Quốc chọn làm Ban Thiền Lạt Ma vào năm 1995. Thánh lễ này của Phật giáo Tây Tạng được xem là để đánh thức sự giác ngộ trong mỗi con người. Và theo truyền thống Tây Tạng thì luôn được tổ chức tại tu viện Tasi Lhunpo, nơi ở của Ban Thiền Lạt Ma vị lãnh tụ tinh thần đứng thứ hai tại Tây Tạng sau Đức Lạt Lai Lạt Ma. Tuy nhiên, vị ban thiền Lạt Ma của Trung Quốc lại không được người Tây Tạng công nhận. Trước đây, Đức Đạt Lai Lạt Ma hiện đang lưu vong có chọn ra một thiếu niên lúc đó 6 tuổi để lên ngôi ban thiền. Nhưng Trung Quốc đã bắt thiếu niên này đi và người ta không biết hiện thiếu niên này đang ở đâu. Lên tiếng về thánh lễ Kalachakra, người đại diện tổ chức Tây Tạng tự do tại Luân Đôn nói rằng vì tổ chức buổi lễ và để cho ông Nopu điều hành chứng tỏ nhà cầm quyền Trung Quốc đang leo một bước nữa trong kế hoạch áp đặt quyền lực của mình lên Tây Tạng. Mặc dù chính thức tuyên bố mình là một nhà nước cộng sản vô thần, nhưng Trung Quốc lại tự đặt cho mình quyền can thiệp vào các lễ nghi tôn giáo của người Tây Tạng, kể cả quyền chọn người làm ban thiện lạc ma trong tục tái sinh rất đặc biệt của Phật giáo Tây Tạng. Và thưa quý vị, chỉ còn không đầy 3 tuần lễ nữa, Thái Lan sẽ bước vào cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp mới của Thái. Chính quyền quân sự Thái Lan đã vận động dân chúng một cách râm rộ bởi các bài hát cổ động phát thanh liên tục trên hệ thống truyền thanh quốc gia. Tuy nhiên, các nhân vật bất đồng chính kiến hay chính khách đối lập đã chỉ trích rằng hiến pháp mới sẽ cho phép quân đội nhiều uy lực hơn và do đó sẽ không giải quyết được các tranh chấp giữa những phe phái chính trị và thủ lãnh quân sự của đất nước này. Phát ngôn viên chính phủ Thiếu tướng Saren Kakame nói rằng đây là giai đoạn cuối cùng trước khi trưng cầu dân ý. Vì vậy, chính phủ muốn thông báo cho mọi người thông qua truyền hình vào buổi sáng và buổi tối. Cuộc trưng cầu dân ý sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 8 tới đây sau khi chính quyền quân sự hứa các cuộc bầu cử tự do bị trì hoãn nhiều lần. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do, Hòa Ái và Chân Như xin kính chào tạm biệt.